Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha, trên núi Kijihakuta, trong hang Sukarakata. Rồi du sĩ ngoại đạo Diganaka đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền đứng một bên. Đứng một bên, du sĩ ngoại đạo Diganaka nói với Thế Tôn. Tôn giả Gotama, tôi có lý thuyết như sao? Tôi có tri kiến như sao? Tất cả đều không làm cho tôi thích thú. Này Agivesana, tri kiến, tất cả đều không làm cho tôi thích thú. Tri kiến ấy không làm ông thích thú. Tôn giả Gotama, nếu tri kiến ấy làm tôi thích thú, thời đây cũng giống như vậy. Thời đây cũng giống như vậy. Này Agivesana, nếu số đông người ở trong đời đã nói như sao? Thời đây cũng giống như vậy. Thời đây cũng giống như vậy. Thời họ không từ bỏ tri kiến ấy, họ chấp thủ một tri kiến khác. Này Agivesana, nếu thiểu số người ở trong đời đã nói như sao? Thời đây cũng giống như vậy. Thời đây cũng giống như vậy. Thời họ sẽ từ bỏ tri kiến ấy và không chấp thủ một tri kiến khác. Này Agivesana, một số sa môn và la môn có lý thuyết như sao, có tri kiến như sao? Tất cả đều làm cho tôi thích thú. Này Agivesana, một số sa môn và la môn có lý thuyết như sao, có tri kiến như sao? Tất cả đều làm cho tôi không thích thú. Này Agivesana, một số sa môn và la môn có lý thuyết như sao, có tri kiến như sao? Một phần làm tôi thích thú, một phần làm tôi không thích thú. Ở đây, này Agivesana, một số sa môn và la môn có lý thuyết như sao, có tri kiến như sao? Tất cả đều làm cho tôi thích thú. Tri kiến này của họ là gần với tham dục, gần với triền phược, gần với quan lạc, gần với đấm trước, gần với chấp thủ. Ở đây, này Agivesana, một số sa môn và la môn có lý thuyết như sao, có tri kiến như sao? Tất cả đều làm cho tôi không thích thú. Tri kiến này của họ là gần với thông tham dục, gần với thông phiền trược, gần với thông quan lạc, gần với thông chấp thủ. Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo Diganaka thưa với Thế Tôn. Tôn giả Gotama tán dương quan điểm của tôi. Tôn giả Gotama hết sức tán dương quan điểm của tôi. Ở đây, này Agivesana, những sa môn bà la môn nào có lý thuyết như sao, có tri kiến như sao? Một phần làm tôi thích thú, một phần làm tôi không thích thú. Cái gì trong tri kiến này làm họ thích thú là gần tham dục, gần phiền trược, gần quan lạc, gần đắm trước, gần chấp thủ. Cái gì trong tri kiến này làm họ không thích thú là gần thông tham dục, gần thông triền phược, gần thông quan lạc, gần không đắm trước, gần không chấp thủ. Ở đây, này Agivesana, những sa môn, bà la môn có lý thuyết như sao, có tri kiến như sao? Tất cả đều làm tôi thích thú. Ở đây, người có trí suy nghĩ như sao? Nếu ta nói, tri kiến này của ta, tất cả đều làm tôi thích thú. Và nếu ta cố chấp, kiên chấp tri kiến này và nói, đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Như vậy là đối nghịch với hai hạng người. Sa môn hay bà la môn nào có lý thuyết như sao, có tri kiến như sao? Tất cả đều làm cho tôi không thích thú. Và sa môn hay bà la môn nào có lý thuyết như sao, có tri kiến như sao? Một phần làm tôi thích thú, một phần làm tôi không thích thú. Ta sẽ đối nghịch với hai hạng người này. Khi nào có đối nghịch, thời có tranh luận. Khi nào có tranh luận, thời có chống đối. Khi nào có chống đối, thời có bực mình. Như vậy, vị này vì thấy sự đối nghịch, tranh luận, chống đối và bực mình, nên từ bỏ tri kiến này, không chấp thủ tri kiến này. Như vậy là sự đoạn trừ những tri kiến này. Như vậy là sự hủy bỏ những tri kiến này. Ở đây, này Agivesana, nếu có những sa môn, bà la môn nào có lý thuyết như sao, có tri kiến như sao?
tất cả đều làm cho tôi không thích thú. Ở đây, người có trí suy nghĩ như sao? Nếu ta nói tri kiến này của ta, tất cả đều làm tôi không thích thú. Nếu ta cố chấp, kiên chấp tri kiến này và nói đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng, thì như vậy ta đối nghịch với hai hạng người. Sa môn hay bà la môn nào có lý thuyết như sao, có tri kiến như sao? Tất cả đều làm cho tôi thích thú. Và sa môn hay bà la môn nào có lý thuyết như sao, có tri kiến như sao? Một phần làm tôi thích thú, một phần làm tôi không thích thú. Ta sẽ đối nghịch với hai hạng người này. Khi nào có đối nghịch, thời có tranh luận. Khi nào có tranh luận, thời có chống đối. Khi nào có chống đối, thời có bực mình. Như vậy, vị này vì thấy sự đối nghịch, tranh luận, chống đối và bực mình, nên từ bỏ tri kiến ấy, không chấp thủ tri kiến khác. Như vậy là sự đoạn trừ những tri kiến ấy. Như vậy là sự hủy bỏ những tri kiến ấy. Ở đây, này Agivesana, nếu có những sa môn, bà la môn nào có lý thuyết như sao, có tri kiến như sao? Một phần làm tôi thích thú, một phần làm tôi không thích thú. Ở đây, người có trí suy nghĩ như sao? Nếu ta nói tri kiến này của ta, một phần làm tôi thích thú, một phần làm tôi không thích thú. Nếu ta cố chấp, kiên chấp tri kiến này và nói đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng, thì như vậy ta đối nghịch với hai hạng người này. Sa môn hay bà la môn nào có lý thuyết như sao, có tri kiến như sao? Tất cả đều làm cho tôi thích thú. Và sa môn hay bà la môn này có lý thuyết như sao, có tri kiến như sao? Tất cả đều làm cho tôi không thích thú. Ta sẽ đối nghịch với hai hạng người này. Khi nào có đối nghịch, thời có tranh luận. Khi nào có tranh luận, thời có chống đối. Khi nào có chống đối, thời có bực mình. Như vậy, vị này vì thấy sự đối nghịch, tranh luận, chống đối và bực mình, nên từ bỏ tri kiến ấy, không chấp thủ tri kiến khác. Như vậy là sự đoạn trừ những tri kiến này. Như vậy là sự hủy bỏ những tri kiến này. Nhưng này Agivesana, thân này có sắc, do bốn đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phân toái, đoạn tuyệt, hoại diệt. Cần phải được quan sát là vô thường, khổ, như bệnh, như cục bướu, như mũi tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như kẻ địch, như phá hoại, là không, là vô ngã. Khi vị ấy quan sát thân này là vô thường, khổ, như bệnh, như cục bướu, như mũi tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như kẻ địch, như phá hoại, là không, là vô ngã, thời thân, thân dục, thân ái, thân phục tòng được đoạn diệt. Này Agivesana, có ba thọ này, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Này Agivesana, trong khi cảm giác lạc thọ, chính khi ấy không cảm giác khổ thọ, không cảm giác bất khổ bất lạc thọ, chỉ cảm giác lạc thọ. Này Agivesana, trong khi cảm giác khổ thọ, chính khi ấy không cảm giác lạc thọ, không cảm giác bất khổ bất lạc thọ, chỉ cảm giác khổ thọ. Này Agivesana, trong khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ, chính khi ấy không cảm giác lạc thọ, không cảm giác khổ thọ, chỉ cảm giác bất khổ bất lạc thọ. Này Agivesana, lạc thọ là vô thường, hữu vi, do duyên sanh, bị đoạn diệt, bị hủy hoại, bị suy tàn, bị tiêu diệt. Này Agivesana, khổ thọ là vô thường, hữu vi, do duyên sanh, bị đoạn diệt, bị hủy hoại, bị suy tàn, bị tiêu diệt. Này Agivesana, bất khổ bất lạc thọ là vô thường, hữu vi, do duyên sanh, bị đoạn diệt, bị hủy hoại, bị suy tàn, bị tiêu diệt. Thấy vậy, này Agivesana, vị đa văn thánh đệ tử yểm ly lạc thọ, yểm ly khổ thọ, yểm ly bất khổ bất lạc thọ. Do yểm ly, vị ấy không có tham dục. Do không tham dục, vị ấy được giải thoát. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát. Vị ấy biết, sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành,
việc cần làm đã làm. Sau đời hiện tại, không có đời sống nào khác nữa. Với tâm giải thoát như vậy, này Agivesana, tỷ kheo không nói thuận theo một ai, không tranh luận với một ai, chỉ nói theo từ ngữ đã được dùng ở đời, không có chấp thủ. Lúc bây giờ, tôn giả Sariputta đứng sau lưng Thế Tôn và đang quạt Thế Tôn. Rồi tôn giả Sariputta suy nghĩ như sau: Thế Tôn đã thuyết cho chúng ta tự đoạn trừ các pháp ấy nhờ thắng trí. Hiện thệ đã thuyết cho chúng ta sự tự bỏ các pháp ấy nhờ thắng trí. Khi tôn giả Sariputta suy nghĩ như vậy, tâm của tôn giả được giải thoát các lậu hoặc, không còn chấp thủ. Còn đối với du sĩ ngoại đạo Diganaka, pháp nhãn ly trần, vô cấu được khởi lên. Phàm pháp gì được khởi lên, tất cả pháp ấy được đoạn diệt. Rồi du sĩ ngoại đạo Diganaka thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt tật, chứng được tự tính, không y cứ nơi người khác đối với đạo pháp của Đức Bổn Sư, liền bạch Thế Tôn: Thật di diệu thay, tôn giả Gotama, thật di diệu thay, tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Nay con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo. Mong tôn giả Gotama nhận con làm cư sĩ. Từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Kinh Trường Trảo thứ 74.